Vâng. Ok, chào Mẫn nhá. Mẫn đây cho chị hỏi qua một chút về tình hình học tập của em tại Epoch nhá. Vâng. Ừ, ok. Mẫn hiện tại em đang là học sinh đúng không? Vâng. Em đang học sinh lớp mấy rồi? Lớp 11. Lớp 11 à? Hiện tại là em đang học ở lớp giáo viên nào nhỉ? Anh Thắng ạ. Anh Thắng đúng không? Thì không biết là trong quá trình học tập của mình thì em thấy giáo viên của mình như thế nào? Anh chắc cũng gọi là anh dạy tốt, nhưng mà anh chưa xử là một người cho học sinh như vậy. Thì em thấy em vẫn học được rồi. Tại vì em học chắc em chỉ cần học về phần phát âm với cả phần từ vựng, chưa phần ngữ pháp của em. Tại vì phần ngữ pháp của em trong trung tâm em mới hết rồi.